các chị đều biết là ở trong ở trên thế giới thì nó có ba cái phác đồ lớn nhất, đầu tiên là của Barcelona, thứ hai nữa là của Viện Nghiên cứu về Không gian của châu Á Thái Bình Dương, và cái thứ ba nữa là của Mỹ. Thì chúng tôi sẽ lần lượt trình bày gọi là rất cô đọng, rất chi tiết cái này tại vì nó dài lắm, và rất nhiều phần chúng tôi sẽ tập trung một số phần cần thiết thôi, chứ còn nói hết thì chắc cũng thời gian. Thì các anh chị biết cái phác đồ này được xây dựng và bởi cái nhóm Barcelona, và cái phác đồ này được công bố online vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Các anh chị có thể tìm cái nội dung chi tiết của cái phác đồ này trên cái đường dẫn như thế này. Thì cái này nó dài khoảng độ 14 trang, các anh chị biết cái trang báo nước ngoài rồi, chữ nhỏ xíu, khoảng 14 trang, 143 tài liệu tham khảo. Thì chúng tôi sẽ đề cập một vài chi tiết thôi. Đầu tiên là vấn đề tầm soát. Vấn đề tầm soát thì hiện giờ là vai trò của cái chuyện tầm soát của ung thư gan là tới giờ này là người ta vẫn đang còn rất là bàn cãi. Tại vì người ta cãi nhau là liệu có nên tầm soát hay không, và tầm soát ở trên cái đối tượng nào. Thành ra đối với cái nhóm Barcelona này thì người ta chỉ khuyến cáo là nên tầm soát trên những bệnh nhân mà sơ gan do bất kỳ nguyên nhân nào. Cái thứ hai nữa là những bệnh nhân mà viêm gan B mà không có sơ gan. Bởi vì người ta thống kê là cái tần suất bị ung thư gan là nó khoảng trên 0.2% mỗi một năm. Thứ ba nữa là ở các anh chị biết là ở trên cái nước đang phát triển thì chủ yếu là viêm gan C, và người ta khuyến cáo là tầm soát trên bệnh nhân viêm gan C mạng và có sơ hóa, và cuối cùng là những bệnh nhân sơ gan mà có liên quan đến cái bệnh gan mà gọi là NAT. Thứ hai nữa là cái phương tiện tầm soát ở Tây phương người ta chủ yếu là người ta dựa vào siêu âm thôi, người ta hoàn toàn không có công nhận vai trò tầm soát của các biomarker, ví dụ AFP hay là những cái biomarker mới như L3, TIP-K2 gì v.v. Và cái gọi là khi nào thì tầm soát, cái tần suất tầm soát như thế nào thì người ta dựa vào những cái nghiên cứu mà tính trên cái gọi là thời gian nhân đôi thể tích khối u TVDT thì người ta thấy là người ta khuyến cáo là nên tầm soát mỗi 6 tháng. Thì đây, thứ hai nữa là về mặt chẩn đoán. Nếu các anh chị lưu ý, các anh chị cũng đã biết rồi, ở phương Tây hầu hết là người ta chẩn đoán dựa vào chủ yếu là vào hình ảnh học. Hình ảnh học đây là bao gồm CT, MRI. Và người ta, đối với Barcelona cái nhóm này và ở Mỹ người ta cũng theo cái phác đồ này, cái phác đồ đó là đối với những cái u mà dưới 1 phân thì người ta sẽ làm siêu âm mỗi 3 tháng sau đó, rồi tùy theo nếu nó vẫn như thế thì người ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu nó lớn lên thì người ta sẽ chuyển qua cái này, tức là đối với những cái u mà trên 1 phân thì người ta làm CT đủ 4 thì MRI đủ 4 thì v.v. có cái hiện tượng gọi là bắt thuốc ở cái thì động mạch, bắt thuốc ở thì tĩnh mạch cửa v.v. Và tất cả những cái ca nào mà không đủ những cái tiêu chuẩn như thế thì người ta sẽ làm sinh tiết. Các anh chị sẽ thấy là người ta hoàn toàn chưa có công nhận cái vai trò của cái siêu âm với chất cản âm và các biomarker trong vấn đề chẩn đoán ung thư gan. Cái thứ hai nữa là người ta khuyến cáo là sinh tiết gan mà âm tính đối với những cái tổn thương mà không rõ ràng, sinh tiết âm tính thì vẫn không loại trừ được ung thư gan, bởi vì cái tỷ lệ mà âm tính giả nó có thể đến khoảng 30%. Cho nên là nếu sinh tiết âm tính phải đối chiếu lại với những cái hình ảnh học tất cả thứ khác để xem liệu có phải sinh tiết lại hay không. Cái thứ ba nữa là đối với Barcelona thì cái năm 2018 đó thực ra nó cũng có khác gì năm 2012, 2014 cả. Hầu nó vẫn là người ta vẫn xếp. Các anh chị lưu ý là ở Barcelona là người ta có xếp giai đoạn. Xếp giai đoạn ở đây bao gồm giai đoạn sớm, rất sớm gọi là giai đoạn 0. Giai đoạn sớm gọi là A, giai đoạn trung gian gọi là B, giai đoạn tiến triển gọi là C và giai đoạn cuối gọi là D. Thì những lát nữa những cái phác đồ sau các chị thấy nó cũng tương tự như thế, nhưng mà thực ra cái phác đồ Barcelona nó chỉ, vì đây mình là hội mà khoa mà đúng không, cho nên là các chị là phẫu thuật viên, cho nên những cái chỗ tô vàng này là các chị thấy rằng cái chỉ định mổ của cái theo cái Barcelona này rất là hạn chế, chỉ có cái u nào mà dưới 5 phân hoặc là không quá ba u mà cái u dưới 3 phân mà tình trạng do phép mổ thì người ta mới mổ, còn lại là quá là người ta không mổ. Người ta lấy lý do là dựa trên một số những nghiên cứu thấy những cái u mà lớn hơn 5 phân thì cái tỷ lệ di căn ở trong gan là khoảng độ 27%, tỷ lệ xâm nhập mạch máu là khoảng 25%. Do đó thành ra người ta dựa vào đó người ta không có chỉ định mổ. Tuy nhiên cái này nó
nó rất là hạn chế, đáng để các vị sẽ lấy. Từ đó thì người ta mới thấy rằng là tất cả có rất nhiều cái nghiên cứu để nhằm cái mục đích gì, để làm sao có cái chứng cứ cho cái lý luận đó. Thì các anh chị sẽ thấy, ví dụ như đây là cái điều trị ngoại khoa nè. Điều trị ngoại khoa thì tất cả những cái nghiên cứu v.v. nhằm mục tiêu cuối cùng là gì? Là xem liệu nó cải thiện được cái gọi là tỷ lệ sống còn không. Thì người ta thấy là nó chứng minh là phẫu thuật thì cải thiện được tỷ lệ sống còn. Nhưng mà phẫu thuật xong mà có hóa trị hỗ trợ hay không thì hoàn toàn là còn đang rất là bàn cãi. Và ngay cả sử dụng cái thuốc gọi là nhắm trúng đích đó, ức chế tăng sinh mạch thì cũng vẫn là đang còn rất là bàn cãi. Đây là phẫu thuật cắt gan, còn đây là ghép gan. Ghép gan cũng thế, cũng làm tăng tỷ lệ sống còn rất là nhiều. Nhưng mà sau khi ghép gan xong, liệu có hóa trị hỗ trợ hay không thì nó cũng tùy theo từng trường hợp thôi. Thứ hai nữa là cái từ người ta gọi là điều trị tại chỗ hay là vùng, tức là local regional. Thì á, ví dụ mình có rốt u, tức là điều trị qua da, có thể là RFA, mình có thể làm những cái biện pháp, ví dụ microwave hay là tiêm cồn miễn vân, hoặc là phối hợp biện pháp miễn vân. Thì tất cả những cái này nó đều làm tăng cái tỷ lệ sống còn của gan cả. Và ngay cả làm tay, tức là làm mình gọi là nút mạch đó, thì nó cũng làm tăng tỷ lệ sống còn. Nhưng mà gần đây các anh chị thấy, ví dụ như xài yttrium-90, ví dụ gọi là SERP á, hay là TEER, thì cái đáp ứng đối với lại là tỷ lệ sống còn là vẫn đang còn rất bàn cãi, người ta chưa có công nhận cái chuyện đó. Cái thứ ba nữa là các anh chị sẽ thấy là ở châu Âu nói chung là người ta rất quan tâm đến cái chuyện là hóa trị mà theo cái hướng mới gọi là nhắm trúng đích. Thì mình đều biết rằng là người ta sử dụng sorafenib qua những cái nghiên cứu, ví dụ như là nghiên cứu SAP ở châu Âu hoặc nghiên cứu AP ở châu Á Thái Bình Dương, thì các anh chị tiếp nói chứng ở là có sự khác biệt với nghĩa thống kê, tức là làm tăng tỷ lệ sống còn, nhưng mà tăng thì tăng không bao nhiêu, nó chỉ vừa vượt qua và tùy theo mức độ phân tầng với nữa. Ví dụ JA thì cái hiệu quả kéo dài thời gian sống sẽ cao hơn, và chỉ định nó cũng vẫn là giai đoạn gọi là tiến xa, tức là có huyết khối tĩnh mạch cửa, có di căn xa vân vân. Một số thuốc mà gần đây được FDA chấp thuận, ví dụ như là Regorafenib là bước 2, điều trị bước 2, có nghĩa là sau khi thất bại với lại là Sorafenib, và thứ bảy này thì người ta sẽ launch cái, người ta sẽ công bố cái việc áp dụng Regorafenib ở tại Việt Nam, ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra nữa thì còn một số những cái những nghiên cứu khác nữa, một số những thứ khác nữa lát nữa chúng tôi sẽ trình bày. Thật ra như vậy thì đối với một cái tổn thương á, người ta, tại vì người ta cứ lấn cấn giữa cái chuyện là chỉ định phẫu thuật hay làm cái gì vân, và bị phản đối từ phía châu Á, từ phía vân, cho nên đó người ta mới cái mới của cái 2018 là nằm chỗ này, tức là người ta sẽ xem xét tất cả những thứ này, từ chức năng gan, từng đạn tăng áp, từng mạch cửa, kích thước bị điếu vân vân, như các chị thấy ở trên cái slide này, để gì, để người ta quyết định cái này là đốt, cái này là mổ, hay cái này là ghép gan vân vân. Và như vậy, nhưng mà chỉ khi nào mà cái tổn thương, tức là không có tổn thương nào ngoài gan, không có triệu chứng gì cả, và cái tình trạng chức năng gan cho phép vân vân, cái u nó phát triển chậm hơn, thì khi đó người ta sẽ xem đó là giai đoạn sớm người ta cái này. Tuy nhiên nếu như cũng tùy cái đó, tùy bàn cãi có thể chuyển sang là nút mạch, rồi sau đó có thể là sorafenib, regorafenib vân vân, tất cả những cái đó, thì á, mỗi một cái chỉ định như thế này thường thường nó cũng sẽ phải được một cái bàn thảo với lại là cái gọi là cái tumor board, cái hội đồng đó. Thì đó là những cái điểm mà thay đổi của cái phác đồ mà vốn gọi là nổi tiếng nhất trên thế giới về ung thư gan, là phác đồ của nhóm Barcelona. Tuy nhiên ở châu Á, chính xác hơn là người ta gọi là châu Á Thái Bình Dương, thì có cái gọi là hiệp hội nghiên cứu về bệnh gan của châu Á Thái Bình Dương, gọi là APSL hay là APASO, cái phác đồ mới nhất của người ta là năm 2017. Thì cái phác đồ này á, nó được xây dựng bởi một cái hội đồng gồm rất nhiều người. Trong đó thì ông Obata là người rất nổi tiếng, còn cũng nhận ông Kokudo này hiện giờ là sắp sửa lên làm chủ tịch, hay là đã lên làm chủ tịch hội ngoại khoa của Nhật Bản rồi. Ông Kudo này là chuyên gia về gọi là nút mạch với lại là nhắm trúng đích. Thứ bảy này coi sẽ có mặt ở đây. Ông này là thư ký của toàn bộ cái tổ này, và người ta cũng đã qua đây rồi. Và đây có một vài người Indo, nhưng mà Indo và Ấn Độ. Thì á, người ta, cái này nó rất là dài, nó khoảng 54 trang với 605 tài liệu tham khảo. Thì các anh chị sẽ thấy á, ở đây người ta dựa trên cái gọi là GRADE,
Quán từ tức là nó bao gồm có cái mức độ bằng chứng, và thứ hai nữa là mức độ khuyến cáo. Mức độ bằng chứng thì có A, B, C. A là mạnh nhất, có nghĩa là cho dù tương lai có nghiên cứu gì đi nữa thì cái này nó vẫn thay đổi. C là chắc chắn sẽ tương lai mà có nghiên cứu gì á thì nó sẽ thay đổi rất nhiều. Và B là mức độ trung gian gì đó. Và từ cái này ra mới ra mức độ khuyến cáo là 1 hay là 2. 1 tức là rất là mạnh và 2 là yếu hơn. Thì đối với lại là partial á, về mặt chẩn đoán á, thì người ta sẽ đánh giá cái vai trò của hình ảnh đọc nó cũng rất là cao, giống như là của Barcelona. Và đây là cái khuyến cáo của người ta. Các anh chị thấy khuyến cáo người ta đề nghị là vẫn sử dụng CT, Dynamic CT hoặc Dynamic MRI. Và nhưng mà người ta khuyến cáo là nên sử dụng cái chất gọi là tương phản từ mới, gọi là CD-EOE-DTPA mà mình trong tên thương mại nó là Primovis. Tại vì sao? Là tại vì cái độ nhạy, độ chuyên biệt nó cao hơn rất là nhiều. Và khi nào thì sử dụng? Khi mà mình thấy nghi ngờ có cái tổn thương. Cái thứ hai nữa là cái về mặt gọi là tiêu chuẩn để đánh giá cái hình ảnh học này có phải là ung thư gan hay không, thì vẫn là có bắt thuốc ở thì động mạch, có quá sao ở thì tĩnh mạch, và ở cái thì chậm. Các anh chị thấy mức độ chứng cứ đây là A1 tức là rất mạnh. Và cái thứ ba nữa là liệu rằng là ví dụ như phối hợp giữa cái này với lại là cái gọi là cái chụp cản chụp MRI mà có cái xung khuếch tán đó, chụp MRI có cái xung khuếch tán là một cái thì ở trong chụp MRI mà nó có giá trị để mà tăng mức độ chẩn đoán ung thư gan lên. Và khi mà phối hợp giữa cái MRI đạt những tiêu chuẩn này với lại là chụp MRI mà có cái xung khuếch tán này thì nó sẽ tăng cái mức độ chính xác của cái chuyện chẩn đoán lên, và cái mức độ bằng chứng đó là B2. Thành ra trong khi đó ngược lại đối với lại là siêu âm, các anh chị thấy siêu âm bình thường là khẳng định nó chỉ là cái tầm soát chứ không phải để chẩn đoán. Nhưng ở châu Á khác với lại châu Á Thái Bình Dương khác với lại là châu Âu là người ta đề cao vai trò của siêu âm với chất cản âm, gọi là CEUS. Người ta đánh giá là qua những cái nghiên cứu là mức độ nhạy của nó là tương đương với CT hoặc là MRI. Và nếu các anh chị đã thấy người ta làm rồi, nó cũng có đầy đủ những cái thì bắt thuốc, thoát thuốc rất là rõ. Và vì vậy người ta đề cao vai trò của cái siêu âm với chất cản âm rất nhiều. Đối với các tumor mặt cơ thì sao? Cho đến giờ này thì AFP vẫn không được xem là cái test để chẩn đoán. Và nếu người ta đó là nếu như mà phối hợp với siêu âm mà để gọi là tầm soát á, thì người ta giảm cái cutoff value, cái giá trị tối thiểu nó đến khoảng 200 thôi. Và nếu mà đối với những cái bệnh nhân mà có đã sử dụng cái thuốc ức chế virus hoặc là đã loại trừ CV rồi á, thì người ta đề xuất là cố đi phải đưa một cái mức độ thấp hơn 200 nữa, tức là nó cao hơn bình thường, mà 200 thì cũng cộng với cái tổn thương thì cũng nên nghi ngờ. Chứ còn những cái biomarker mới mình hoặc là phối hợp các biomarker trong chẩn đoán á, đến giờ này là đang trong tiến trình nghiên cứu, có mà hứa hẹn nhưng mà chưa đủ chứng cứ để mà được xem đó là chẩn đoán. Thứ hai nữa là về mặt tầm soát. Tầm soát ở đây á, các anh chị thấy người ta đề xuất là tầm soát ở trong những cái nhóm có đối tượng nguy cơ cao. Và thứ hai nữa là nguy cơ cao này là gì? Tại vì thực ra ở đây á, đó thời gian không có chúng tôi không đưa vào. Ở Nhật và ở Hàn Quốc thì người ta đưa ra hai cái nhóm, một nhóm gọi là nguy cơ cao và một nhóm gọi là nguy cơ rất cao. Thì cái đó thì khi nào có gì chúng tôi sẽ trình bày thêm. Cái thứ hai nữa là nếu mà người ta khuyến cáo là không nên sử dụng, tức là không nên thử AFP rồi xem cái này là có phải ung thư gan không, ung thư gan, mà phải phối hợp với lại là siêu âm và AFP. Ở đây á, ở châu Á người ta khuyến cáo là phối hợp. Ở Mỹ và ở châu Âu người ta ở châu Âu là nói là không phối hợp. Còn ở Mỹ thì lát nữa các anh chị sẽ xem. Thì cái này người ta đề nghị phối hợp và thường là 6 tháng một lần, tức là mỗi năm 2 lần. Và mức độ bằng chứng cái này cũng tương đối cao. Cái này là từ B2 đổ lên. Vậy thì cái đối tượng nào? Ở đây người ta thấy rằng là đây là những cái mà người ta đề nghị là nên tầm soát. Ví dụ như bệnh nhân mà có xơ gan và do HPV, HCV hoặc là do NASH, vâng. Cái thứ hai nữa là những cái trường hợp mà có xơ gan mật tự phát,
Thứ ba nữa là những người người mang HPV, người là người mang HPV mãn tính mà không có sơ gan, không có sơ gan, hoặc là người có. Còn đối với những người trong gia đình mà có người bị ung thư rồi, bị ung thư gan rồi thì cũng cái này là chưa rõ ràng. Cho nên á, tại vì sao? Là tại vì á, người ta thấy là đối với những nhóm này đã có những người mà cái nguy cơ nó không rõ ràng, không chắc chắn, không chưa chắc đã tầm soát. Ví dụ như gây sơ hóa tức là fibrosis, nó khác với sơ gan. Ví dụ viêm gan mạn mà gây sơ hóa thì cái tần suất nó thấp. Người lành mà mang gọi là mang HPV á, dưới 50 tuổi hoặc là dưới 40 tuổi, nam giới vân tương thấp, và những cái bệnh lý này cũng thấp. Vì vậy đối tượng này là cái đối tượng không rõ ràng có lợi ích khi mà mình tầm soát. Các anh chị sẽ thấy về mặt chẩn đoán cũng tương tự thế thôi. Thì người ta cũng nói định nghĩa là có tắc thuốc thì động mạch, có tắc thuốc thì ở tiền đình mạch. Nhưng mà ở châu Á người ta thêm cái gọi là cái hiện tượng này, kể cả ở trên cái gọi là siêu âm có chất cản âm, gọi là CEUS. Còn những cái tổn thương dạng nốt nào mà không rõ ràng như vậy á thì phải khảo sát thêm. Khảo sát thêm, ví dụ như mình làm xong rồi có khi mình phải làm lặp lại trở lại, hoặc là làm với những cái biện pháp khác cao hơn, chẳng hạn như là chụp động mạch, ví dụ như vậy. Cái thứ ba nữa là người ta khuyến cáo là bây giờ nên sử dụng cái gadolinium mới, tức là cái chất tương phản xạ mới khi chụp MRI, bởi vì nó sẽ cho phép mình chẩn đoán được những cái ung thư sớm và có thể phân biệt được những cái nốt loạn sản cao mà chưa phải là ung thư. Ở châu Á người ta mới nói là không phải ở đâu cũng có siêu âm có chất cản âm. Vì vậy người ta đưa ra một cái lượt đồ chuẩn. Lượt đồ chuẩn á là ví dụ như có cái tổn thương rồi xong mình chụp CT, chụp MRI gì v.v. Nhưng mà ở đây có thêm cái siêu âm có chất cản âm. Với tại vì sao cái chất những này á nó sẽ thay đổi thì gọi là thì tế bào Kupffer khi mà người ta tiêm cái chất cản âm vào. Đó. Còn đối với những cái chỗ mà không có hay là chưa được trang bị siêu âm với chất cản âm thì người ta sẽ sử dụng cái sơ đồ giống như cũ. Giống như cũ. Ở đây mới liên hệ trở lại với Việt Nam, tại sao mình người không chỉ sử dụng hình ảnh học mà mình phải sử dụng ATM như các chị thấy trên phát đồ. Bởi vì các người ta chụp CT, chụp MRI nó khác với mình, cái thì cũng khác và cái cách diễn đạt nó cũng khác. Nó hay gọi là cao cấp hơn. Cho nên nếu ở Việt Nam mà bây giờ mình sử dụng chỉ dựa vào hình ảnh học thì chắc là không ai dám ký cái này là ung thư gan. Mà chính vì vậy nó mới kẹt. Tiếp theo là đối với châu Á Thái Bình Dương thì phẫu thuật nó đóng vai trò như thế nào? Khi nào thì nên phẫu thuật? Ở đây á, phẫu thuật bao gồm có cắt gan và ghép gan. Thì khuyến cáo của APSR Pascal á là cắt gan được xem là cái lựa chọn gọi là điều trị triệt để đầu tiên đối với lại là ung thư gan. Nếu như mà nó là CA và cái chuyện cái khả năng mà cắt được á thì nó sẽ được xác định tùy theo cái mức độ phát triển của cái u, tùy theo tình trạng chức năng gan, và nó sẽ được bàn thảo với một nhiều gọi là tập hợp nhiều chuyên khoa với nhau, có nghĩa là phải ngồi lại với nhau. Còn ghép gan thì là cái điều trị tốt nhất đối với lại là tất cả những bệnh nhân ung thư gan nếu mà xét về mặt quan điểm ung thư học. Do đó nó sẽ được là điều trị đầu tiên đối với những trường hợp ung thư gan mà trái bi hoặc là trái si nếu như mà có cái nguồn ghép. Còn đối với lại là những cái trường hợp mà ung thư gan mà sơ gan che á thì khi đó là phải bàn thảo và khi bàn thảo như thế thì á, cái chuyện mà ghép gan có thể là cái điều trị thứ hai, tức là một cái dạng cứu sống sinh mạng hơn là cái điều trị ban đầu người ta vẫn đề nghị là nên cắt gan. Và ở châu Á trong cái phác đồ này người ta cũng phê phán ở Barcelona là người ta nói rằng là đối với những này là hạn chế phẫu thuật đối với bệnh nhân ở giai đoạn rất sớm hoặc giai đoạn sớm. Trong khi đó là ở trên thế giới thực sự thì là cái chuyện mà chỉ định cắt gan nó khác nhau rất, nó khác đi rất là nhiều, và người ta là có khoảng 50% ở giai đoạn gọi là trung gian hay là tiến triển của ung thư gan mà của theo Barcelona vẫn có thể điều trị bằng phẫu thuật. Thành ra cái sự khác biệt chủ yếu là nằm ở chỗ đó. Và cái thứ hai nữa là người ta như vậy thì nó làm hạn chế bớt
cái chỉ định của cái phẫu thuật cắt gan. Vì vậy á, là người ta vẫn khuyến cáo là giống như ở châu Á Thái Bình Dương là nói một cách đơn giản là mổ được là vẫn cứ mổ. Thứ hai nữa là gọi là điều trị tại chỗ hay là vùng, có nghĩa là đốt u hay là làm nút mạch quên. Thì đối với đốt u á, người ta khuyến cáo là đối với những cái u mà có thể là khoảng độ 3 phân trở lại và tiêm cồn thì cũng hạn chế thôi. Và nên đốt u này á, là phải hướng dẫn ở dưới một biện pháp lạnh, ví dụ siêu âm hay là CT hay là MRI v.v. Và đối với những cái tổn thương mà dưới 3 phân á, mà JLTB á, nó được xem là một biện pháp điều trị thay thế hay là tạm gọi là tương đương với lại là phẫu thuật, có nghĩa là nhiều khi không cần mổ mà có thể đốt được. Và đối với những cái u mà 2 phân đổ lại á, thì nó được xem là lựa chọn đầu tiên, cho nên nó sẽ khác, các chị lưu ý chuyện đó trong cái chuyện chỉ định phẫu thuật. Còn đối với nút mạch hay gọi mình hay gọi là tây hay nước trước gọi là làm toxi á, thì nó nghe nhiều ổ vân vân, nhưng mà các chị đọc cho thấy nó dài dòng. Những cái chính á, là đối với cái tổn thương đa ổ, và cái thứ hai nữa là phải làm thật là chọn lọc. Thật là chọn lọc có nghĩa là càng gần cái u càng tốt, tại vì nếu không á, thì sẽ không đánh giá được cái kết quả của cái nút mạch này, tức là sickly hoặc super selective. Và cái chuyện mà làm dép tay tức là cái hạt có nhúng hóa chất, hoặc là ví dụ làm sợ tức là hay là làm gọi là vi cầu phóng xạ, vi cầu phóng xạ tức là ở đây gọi là the hoặc là sợ á, thì cho đến giờ này chưa chứng tỏ có ưu thế hơn so với lại là cái gọi là conventional tay, tức là hay là tay nút mạch bình thường á. Nó chỉ lợi hơn là gì, là nó giảm đi được cái tác dụng phụ của hóa chất và nó giảm đi được cái triệu chứng, cái hội chứng sau thuyên tắc, chứ còn về mặt hiệu quả là không hơn gì so với lại là tay. Những cái phương pháp điều trị khác ở đây người ta nêu ra, ví dụ như xạ trị đến giờ này là hầu như chỉ chủ yếu là để điều trị di căn thôi, điều trị di căn đó nói chung là điều trị để giảm nhẹ chứ còn chưa có gì thay đổi. Còn tất nhiên các chị sẽ nghe nói ví dụ như protonium hay là gì đó, các bạn tất cả những thứ đó đến thời điểm này chưa đủ chứng cứ để đưa vào trong phác đồ. Và cuối cùng là điều trị toàn thân, thì sorafenib thì các anh chị đã biết rồi, nghe rồi, và chủ yếu là làm ở trong khi nào che thì mới có hiệu quả thôi. Đầu che bi cũng chưa chắc có hiệu quả, bởi vì người ta cũng đang muốn sử dụng, nhưng mà tùy theo từng trường hợp thôi, và chứng cứ nó cũng như là B2. Do đó thì cái sự khác biệt mình hay gọi là cái phác đồ điều trị hay là cái lược đồ điều trị, các anh chị nhìn các anh chị thấy sự khác biệt của cái phác đồ của châu Á Thái Bình Dương với lại là châu Âu. Đầu tiên hết là không có giai đoạn, hoàn toàn không có chia giai đoạn 1, 2, 3, 4 ABCD gì hết, mà người ta đưa ra những cái yếu tố, thí dụ có di căn ngoài gan, ví dụ là khi bệnh nhân có ung thư gan có di căn ngoài gan, tình trạng chức năng gan đánh giá qua điểm Sheffield, khả năng cắt được, mức độ xâm nhập mạch máu lớn, số lượng u, kích thước u v.v. Tùy theo cái này nó rơi vào cái tình trạng nào mà khi đó sẽ quyết định cái này là mổ, cái này là đốt, cái này làm tay, cái này là điều trị toàn thân, cái này là ghép gan gì v.v. v.v. Có nghĩa là khi đó mình sẽ phải đối chiếu tất cả những yếu tố này. Và nếu ở đây thì có một cái phác đồ cũ hơn chút xíu gọi là của Hồng Kông, thì người ta còn chi tiết hơn. Hồng Kông là cố gắng phối hợp, nếu các anh chị nào có đọc cái phác đồ của Hồng Kông, là cố gắng phối hợp giữa Barcelona và châu Á Thái Bình Dương để làm sao? Thứ nhất là đưa ra được giai đoạn, và cái thứ hai là tăng cường cái chỉ định phẫu thuật lên. Nhưng mà nó hơi rối rắm phức tạp chút xíu, và thực ra thì ngay trong cái của APASO này người ta cũng nói là cái phác đồ của Hồng Kông chưa đủ chứng cứ để có thể đưa vào trong cái phác đồ chung được. Thành ra nói tóm lại các anh chị sẽ nhìn thấy ở đây cái sự khác biệt lớn nhất là không có giai đoạn, và cái sự khác biệt thứ hai là nói chung để mổ được là mổ chứ không phải tùy thuộc vào kích thước nữa. Và cuối cùng là cái phác đồ của Mỹ. Ở Mỹ thì người ta khẳng định ngay từ đầu người ta theo cái phác đồ của Barcelona, tuy nhiên người ta mới nhất năm 2018 người ta không có đưa ra cái phác đồ, mà người ta đưa ra một số vấn đề để xem là sử dụng cái phác đồ đó thì đánh giá hiệu quả như thế nào. Cho nên á, cái này á, nó có tất cả là 23 trang với 98 tài liệu tham khảo,
và người ta cũng sử dụng cái grade, tức là cái mức độ hồi nãy chúng tôi có trình bày. Và bên cạnh đó là cái người ta tuân theo cái tiêu chuẩn của cái gọi là cái viện y khoa đối phát đồ thực hành, và người ta đưa ra 10 cái câu hỏi chính với đối tượng là người trưởng thành, tức là adult mà có sơ gan. Thì 10 câu hỏi, cái này thì hồi nãy đã trình bày rồi. 10 câu hỏi đó là cái gì? Thứ nhất á, là có sơ gan thì có nên tầm soát không? Mà nếu có tầm soát thì xài cái gì? Cái thứ hai nữa là có sơ gan mà nghi ngờ ung thư gan thì chẩn đoán bằng CT nhiều, tức là đa nhiều thì á, hay là MRI, tức là vai trò của CT hay là MRI. Cái thứ ba nữa là có sơ gan mà phấn đấu của gan chưa rõ bản chất thì có nên sinh thiết không? Hay là mai mốt mình cứ chụp lại mình theo dõi. Cái thứ tư là có sơ gan CA nha, có ca gan giai đoạn sớm, tức là T1 hoặc T2 thì nên mổ hay là nên làm cái gì khác tại chỗ ở vùng. Cái thứ năm nữa là có sơ gan, có ung thư gan mà mổ rồi hay là đốt rồi thì có nên hóa trị không? Một số câu hỏi nó sẽ trùng với lại là cái phát đồ của châu Á đang dựa lúc nãy. Cái thứ sáu là người trưởng thành mà có sơ gan đang chờ ghép gan mà có ung thư gan mà T1 thôi, tức là cái ung nó nhỏ thôi, thì có nên điều trị không hay là cứ để nó theo dõi. Cái nữa là có ung thư gan mà giai đoạn T2 theo cái OPTN này nè, thì có nên điều trị bắt cầu, tức là điều trị để trong khi mà chờ ghép hay không, hay là chỉ ngồi đó chờ ghép thôi. Câu thứ 8 là đang chờ ghép gan mà có ung thư gan mà ngoài tiêu chuẩn bi lăng, thì nếu mà mình điều trị giảm giai đoạn mà thành công rồi á thì có nên ghép không? Cái thứ 9 là có sơ gan mà có ung thư gan T2 hoặc T3 mà chưa có xâm nhập mạch máu nhưng mà không mổ được, không ghép được, thì có nên điều trị bằng mấy thứ này hay không? Và cuối cùng á là nếu bệnh tiến triển có xâm nhập máu, có di căn vân vân, thì có nên điều trị không hay là tôi không làm gì cả? Thì á, đây là mục tiêu người ta là gì? Tất cả 10 câu hỏi này được thể hiện đây, mục tiêu đa phần là để coi cái survival có khá hơn không, và cái một số trong đó là ví dụ tái phát hay là có rơi khỏi cái danh sách ghép hay không, vân vân. Thì chúng tôi sẽ lướt qua nhanh tại vì sẽ không đủ thời giờ. Các anh chị thấy đối với câu thứ nhất á, khuyến cáo của người ta là nên tầm soát đối với cái người sơ gan, nhưng mà mức độ bằng chứng chỉ là trung bình thôi, nhưng mà khuyến cáo thì rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là nên sử dụng siêu âm có kèm theo AFP hay không mỗi 6 tháng, thì thực ra khuyến cáo này mức độ tin cậy cũng mức độ thấp thôi, thành ra khuyến cáo nó cũng là tùy trường hợp. Cái thứ ba nữa là đối với bệnh nhân mà chai si á, tức là sơ gan mà chai xe á, và nếu mà nằm trong cái những ghép á, vậy thì liệu mình có nên tầm soát hay không, thì thực ra mức độ bằng chứng nó là thấp và cho nên tùy trường hợp thôi. Thành ra nói tóm lại là gì, người ta một đưa một số nhận xét về một kỷ luật là thực ra không có xác định được là siêu âm đơn thuần hay là siêu âm AFP mà nó đem lại lợi ích nhiều hơn khi mà mình thực hiện tầm soát cả, tức là ông này là đứng trung gian giữa cái ông BCLC với là ông đã qua sổ. Cái thứ hai nữa là cũng vậy, người ta cũng nói là khoảng 6 tháng nhưng mà đưa ra một cái nhớ là từ 4 đến 8 tháng, nói chung cũng là ba phải. Và thứ hai cuối cùng là chưa có thay đổi được cái chiến lược tầm soát tùy theo bệnh lý hay gì đó, không phải là cứ sơ gan nặng là phải tầm soát nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là nên chụp CT, chụp MRI, thì nói chung là người ta nói là vẫn là CT là đầu tiên, nhưng mà cũng tùy theo có trang bị, thời gian quét, khả năng kỹ thuật, kinh nghiệm mình là chắc bác sĩ nói là đúng không, chọn lựa của bệnh nhân, chi phí của mình, thì đó, khi đó người ta cũng tùy theo trường hợp, nhưng mà người ta nói là MRI thì kỹ thuật nó phức tạp hơn, bác sĩ phải được đào tạo kỹ hơn để đưa ra cái chẩn đoán chính xác hơn, và vì vậy á cái mức độ khuyến cáo của người ta cũng là khá mạnh. Cái thứ ba là một cái câu mà các anh chị nhiều khi cũng hỏi hay là cũng rất là băn khoăn là có sinh thiết hay không, có sinh thiết hay không, thì các anh chị là đối với những bệnh nhân sơ gan có những cái nốt mà không có xác định rõ ràng được là có thể sinh thiết hay là mình theo dõi tiếp vân vân á, thì cái chuyện này á là nên sinh thiết hay là theo dõi, thực ra cái mức độ bằng chứng nó rất là thấp cho nên tùy trường hợp thôi, và người ta cũng không khuyến cáo là nên sinh thiết thường quy đối với tất cả những cái tổn thương mà nghi ngờ, bởi vì mức độ bằng chứng rất là thấp. Và tại sao? Là tại vì á
người ta nói là có nguy cơ nhiễm máu, nhiễm rách tế bào ung thư vân vân, và có khả năng cái tỷ lệ tính giả như nãy tôi nói, tôi bên kia người ta nói khoảng 30%. Do đó thành ra chỉ nên những trường hợp chọn lọc thôi. Và nếu các anh chị quan tâm thì người ta đưa ra một cái điểm, và điểm NIRAT. Điểm NIRAT này á là do cái hiệp hội về tình ảnh học của Mỹ người ta đề xuất ra, thì nó sẽ có ví dụ như tổn thương mà trên một phần có bắt thuốc, các thuốc vân, có vỏ bao, thì khi đó người ta xác định nó là cũng như có độ chuẩn bị cao hơn. Các anh chị sẽ tìm rất dễ, các anh chị lên mạng đánh NIRAT thì nó sẽ ra có bao nhiêu cái tiêu chuẩn để mà các anh chị xác định, và hễ NIRAT mà có điểm rồi thì là cái đó là ung thư. Còn những cái tổn thương nào mà dưới một phân mà không rõ ràng là không xác định được. Cái nữa là cái các anh chị rất quan tâm, đó là giai đoạn sớm dù T1, T2 là nên điều trị bằng phẫu thuật hay là điều trị tại chỗ. Thì người ta nói rằng là nếu mà có sơ gan mà che và cắt được thì nên mổ hơn là nên đốt. Tuy nhiên mức độ bằng chứng ở đây cũng là mức độ trung bình, và do đó sẽ tùy theo từng trường hợp. Và thực ra là chưa có một cái nghiên cứu so sánh trực tiếp nào giữa mổ với lại những cái biện pháp này cả. Nhưng mà những bằng chứng gián tiếp, một số nghiên cứu thì nghiêng về cái chuyện cắt gan nhiều hơn. Cái thứ hai nữa, cái điều quan trọng là gì? Là thực ra người ta chưa có định nghĩa được cái khả năng có thể cắt gan, tức là resectability, mổ được hay không? Tại vì mỗi chỗ mỗi khác. Nó không phải là chỉ về mặt kỹ thuật không thôi, mà còn liên quan đến những cái yếu tố khác. Ví dụ như mức độ tăng áp lực tĩnh mạch cửa, mức thể trạng bệnh nhân vân vân. Sẵn đây nói luôn, các anh chị hay nói là mình xài ICG test để mà đánh giá cái mức độ sơ gan, để mình quyết định rằng là nên cắt lớn, cắt nhỏ vân vân. Cái đó hiện giờ ở Nhật, trên cái phác đồ này nè, ta xin rồi, phác đồ APASO nãy á, đó là hiện giờ đang phổ biến ở Nhật. Có thể ở Hàn Quốc nhưng mà chưa phổ biến hết tất cả. Và người ta đề nghị, APASO ta đề nghị là nên mở rộng việc sử dụng ICG test ra nhiều quốc gia khác nữa. Nhưng mà ở Mỹ thì người ta không có xài. Ở Mỹ là không có xài. Ở Mỹ người ta dựa vào một số những cái tiêu chuẩn khác. Ví dụ như TEG, gọi là Thromboelastography, là dựa vào mức độ kết tập tiểu cầu nó có cái biểu đồ như thế nào đó vân vân. Thì các anh chị có thể tìm thêm trên mạng, người ta sẽ quyết định. Chứ còn ở Mỹ người ta chưa đồng ý sử dụng ICG. Thành ra các anh chị có thể đọc thêm. Thì nó tùy theo cái tính chất của tổn thương mà người ta khuyến cáo là, ở đây là tùy thuộc vào kích thước, số lượng và vị trí khu mà nên đốt hay là nên mổ. Và so sánh ngẫu nhiên ở đây á, thì nó sẽ khác. Là tại vì sao? Ở khu vực này á, nhiễm HPV là chính, trong khi ở Tây Phương á, là nhiễm HCV là chính. Mà các anh chị biết là bản chất của cái nguyên nhân á, là nhiễm HPV thì thường là gây tổn thương đa ổ, HCV thì thường gây là tổn thương đơn độc, thường thôi nha. Và như vậy, và cái diễn tiến nó cũng khác nhau. Vì vậy á, cái cơ sở để đưa ra các khuyến cáo nó cũng sẽ khác nhau giữa khu vực châu Á với lại là khu vực châu Âu và Mỹ. Cái nữa là có nên hóa trị hỗ trợ hay không, thì xin nói luôn là bằng chứng rất là thấp và do người ta khuyến cáo là không nên. Bây giờ đang chờ ghép gan mà có cái tổn thương nó nhỏ thôi thì nên điều trị hay là nên theo dõi? Thì người ta thấy là người ta đề nghị là theo dõi hơn là điều trị đối với những bệnh nhân mà sơ gan trong khi chờ ghép gan và chỉ có T1 thôi. Tuy nhiên mức độ bằng chứng rất là thấp, do đó thành ra cũng chỉ là tùy trường hợp mà khuyến cáo. Ở đây nó có một cái vấn đề mà ở mình thì chưa gặp, nhưng mà ở nước ngoài thì sẽ gặp. Ở Mỹ người ta có cái nguồn ghép gan, có nguồn gan để ghép. Tuy nhiên nó có một cái sự lấn cấn giữa chuyện gì, cái bệnh nhân ung thư gan cần được ghép và cái bệnh nhân sơ gan nặng cần được ghép, ai là ưu tiên hơn? Tại vì cái ung thư gan đó thì chức năng gan vẫn còn tốt, nhưng mà người ta sợ là cái ung thư nó tiến triển. Ông sơ gan thì nặng thì nó nguy hại đến tính mạng, nhưng mà nó không phải là ung thư. Vậy thì cái nào là ưu tiên hơn? Do đó nó sẽ, lát nữa các anh chị sẽ thấy nhưng mà trong trường hợp này các anh chị khuyến cáo bệnh nhân nằm trong cỡ gan. Và người ta nói là như này ghép gan thì cái ung thư gan, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào chính sách phân bổ cơ quan ghép ở tại Mỹ, cái này ở Mỹ. Do đó nó sẽ tùy thuộc vào gì? Lựa chọn của bệnh nhân, thời gian dự kiến chờ ghép, tốc độ phát triển của tổn thương, mức độ mất bù của gan và AFP. Vậy thì trong thời gian đó, ví dụ như cái u nó lớn hơn thì sao, có điều trị bắt đầu không?
bắt cầu, tức là sử dụng biện pháp điều trị khác để gì, để làm chết hoặc giảm cái độ ngăn cái khối u nó vượt khỏi cái tiêu chuẩn vi lăng. Vậy thì á, khi đó mình phải quan tâm đến cái năng mất bù của gan, và như vậy thì nó sẽ tùy thuộc ở Mỹ thì cái chuyện cung ứng tạng nó rất là tốt, cho nên á là tùy thuộc khu vực địa lý, khả năng loại này là cho người cho sống, người cho chết não vân vân, và khi đó nó sẽ tùy thuộc vào cái điểm meo. Meo đây á là các chị sẽ thấy nó có thêm cái gọi là meo exception point, lát nữa chúng tôi sẽ giải thích. Thành ra nói tóm lại là gì, nếu trong trường hợp này á thì người ta khuyến cáo lại điều trị bắt cầu, nhưng mà bằng chứng thì cũng thấp hơn, cũng tùy trường hợp. Và khi đó người ta sẽ đối với những trường hợp mà gọi là đã một cái dạng điều trị đối với lời gan hơn là những cái điều trị bắt cầu khác. Thì cái mà mình gọi là điều trị mà giảm giai đoạn downstaging á thì như thế nào, thì đã giảm giai đoạn rồi thì có đưa vào ghép gan hay không, thì người ta nói là đối với bệnh nhân mà nằm ngoài tiêu chuẩn mi lăng rồi á, bây giờ á thì nên xem xét ghép gan sau khi mình đã giảm giai đoạn thành công, nhưng mức độ bằng chứng nó cũng rất là thấp. Thì cho nên ở Mỹ nó lớn cấn gì đó, người ta mới đưa ra một cái bù trừ gọi là cái meal exception point, tức là đối với những người mà ung thư gan, chức năng gan vẫn bình thường, T1, T2, người ta đưa ra, đầu tiên người ta gán cho cái điểm meo là 22 điểm. Và sau đó nó còn một quy trình theo dõi, mỗi 6 tháng, thì nếu bệnh nhân vẫn còn như thế, người ta cộng thêm 6 điểm, cho đến tối đa là 34 điểm. Thì khi đưa vào trong cái waiting list, cái danh sách chờ ghép gan chung á, thì được so sánh với điểm meo của những bệnh nhân sơ gan vân vân, thì khi đó sẽ tạo ra được cái sự công bằng tương đối giữa bệnh nhân ung thư gan và bệnh nhân sơ gan cần ghép gan. Thì đây là cái gọi là meal exception đối với trường hợp là T2 nha. Thì các chị sẽ tới đây thì nói thêm nữa hơi dài dòng, các chị sẽ có thể tìm hiểu. Câu kế chốt á là nếu không bây giờ có xâm nhập, chưa có xâm nhập mạch máu nhưng mà cái u nó lớn, bây giờ không gác được, không ghép được thì có điều trị bằng mấy này không? Thì á, người ta thấy rằng là đối với lại là tay thì cái mức độ chứng cứ là trung bình. À, nhưng mà nếu mà chỉ làm tay, tức là chỉ làm nút mạch không thôi thì chứng cứ là thấp, cho nên khuyến cáo phải làm tay. Đối với lại là gọi là vi cầu phóng xạ, tức là theo hoặc sợp á, hay là xạ trị ngoài vân thì mức độ chứng cứ rất là thấp. Và vì vậy người ta khuyến cáo là rất là mạnh là những trường hợp này là nên điều trị bằng tay. Và người ta cũng không khuyến cáo một cái dạng gọi là điều trị khác đối với lại cái tổn thương đa ổ này, tức là nếu nhiều quá thì chỉ làm tay sợ, không có đốt, không có làm gì khác nữa cả. Nhưng mà, thì ở đây các chuyện như nãy tôi nói, sợ cái xạ ngoài chưa đủ chứng cứ để đưa ra khuyến cáo. Và như vậy thì đốt thì sao? Đốt thì là chỉ khi nào mà tùy thuộc kích thước, vị trí, số lượng thì nó có thể là một biện pháp thay thế. Và cuối cùng là bây giờ nói chung bệnh nhân tiến triển xa rồi, giờ có điều trị hay không hay là thôi không làm gì cả. Không làm gì cả thì người ta mới nói như thế này. tùy theo cái tình trạng chức năng gan, tùy theo cái vân vân á, thì đang mới nói là đối bệnh nhân mà trai hoặc là bệnh nhân trai bi mà được lựa chọn tốt á, mà có bệnh tiến triển á, thì khi đó nên điều trị gọi là toàn thân, ví dụ như sorafenib hay là ví dụ như lenvatinib, hay là một cái thứ mới gần đây gọi là nivolumab, là đã được FDA chấp thuận. Và các anh chị biết nivolumab đó vừa được chấp thuận cách đây mấy tháng, thì nó liên quan đến cái giảng đồ quan đi học vừa mới trình bày đó, nó gọi là một cái checkpoint, tức là cái thuốc đó là ức chế một số những cái thụ thể ở trên bề mặt của cái tế bào T, để gì, để nó tạo điều kiện cho cái thụ thể nó phát triển, nó nhận biết được cái tế bào ung thư, và nó sẽ khi đó thì cái tế bào T nó sẽ tiêu diệt cái tế bào ung thư đó. Nivolumab đã được sử dụng trong nhiều loại ung thư, kể cả ung thư gan vừa được FDA chấp thuận. Rồi đó là cái giải Nobel y học. Thành ra nói tóm lại, nãy giờ các chị nghe thì nó dài dòng, các chị có thể tìm hiểu thêm. Nhưng mà nói chung khác nhau gì? Đầu tiên hết là quan tâm, đó là chỉ định phẫu thuật. Ở châu Á, cái từ gọn gẽ nhất là resectable, có nghĩa là hễ mổ được thì mổ. Còn mổ được hay không á, cái hễ mổ được hay là tiêu chuẩn như thế nào là mổ được thì các anh chị sẽ tìm hiểu thêm qua những cái bài báo cáo phía sau.
Và nói chung để mổ được thì mổ. Trong khi ở châu Âu và ở Mỹ thì u nào dưới 5 phân mới mổ, lớn hơn 5 phân thì không mổ. Mặc dù hồi cách đây khoảng 3-4 năm chúng tôi có gặp giáo sư Massafero ở Ý, là người đề ra tiêu chuẩn Milan bị ghép gan. Chúng tôi có hỏi là tại sao, ví dụ giờ cái u, các anh chị hình dung cái u ở 6 mà nó to đùng, nó thòng xuống dưới, các anh chị cắt có một miếng gan như vậy. Thì ông nói là thực ra là phải sửa lại tiêu chuẩn Barcelona. Nhưng mà khi ông đề xuất lên đó thì người ta là đối với những u, ngay cả u to như thế thì là nguy cơ di căn trong gan nhiều hơn, nó cao, cho nên cuối cùng vẫn không sửa, vẫn không sửa. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ cân nhắc giữa cắt gan với lại là ghép gan. Và các bác đồ này chưa thống nhất về vai trò áp bên tầm soát và vai trò của siêu âm với chất cản âm ở trong trận đấu ung thư gan. Thì các chị biết là mấy phát đồ này nó dài lắm. Chúng tôi chỉ, thậm chí cái phát đồ của châu Á, Thái Bình Dương, người ta còn đưa ra cả vấn đề là ngoài viện dịch tế học, ta gọi là vấn đề là ngăn ngừa ung thư gan từ những đối tượng nguy cơ. Ví dụ như điều HPV điều trị như thế nào để không có dẫn đến ung thư gan, HCV, rất là dài. Chúng tôi sẽ cố gắng gọi là tóm tắt những cái điểm rất chính thôi. Còn